Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, trên toàn cầu đã liên tục hứng chịu nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan do tác động của biến đổi khí hậu như nắng nóng, mưa bão, cháy rừng. Các nhà khoa học chính trị gia và các nhà bảo vệ môi trường nhận định những năm gần đây là trọng điểm trong nỗ lực toàn cầu về hành động chống biến đổi khí hậu. Tuy vậy, cũng là năm xảy ra nhiều thảm họa thời tiết gây tổn thất lớn về người và tài sản có thể nói những thảm họa khí hậu khủng khiếp do con người tạo ra và chính con người phải hứng chịu. Điều đáng chú ý, Tổ chức khí tượng thế giới cho rằng nhân loại đang đi sai hướng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Cụ thể, những chi tiết về biến đổi khí hậu sau đây sẽ khiến tất cả chúng ta phải suy ngẫm. Tới thăm những nơi bị ngập nặng do lũ lụt tại Pakistan, Tổng thư ký Liên hiệp quốc Antonio Guterres nói: "Tôi đã chứng kiến nhiều thảm họa trên thế giới nhưng chưa bao giờ thấy thảm họa khí hậu ở quy mô này." Trong khi đó, Tổ chức Khí tượng Thế giới cho rằng nhân loại đang đi sai hướng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu do việc sử dụng quá nhiều nhiên liệu hóa thạch. Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO nhận định: "Thiên tai sẽ trở nên phổ biến nếu thế giới không cắt giảm lượng khí carbon theo mức mà giới khoa học cho là cần thiết để ngăn chặn những tác động tồi tệ nhất của tình trạng ấm lên toàn cầu." Báo cáo của WMO cho biết, sau khi lượng khí thải giảm 5,4%, mức giảm chưa từng có vào năm 2020 do các lệnh phong tỏa và hạn chế đi lại toàn cầu vì dịch bệnh COVID-19, thì dữ liệu sơ bộ từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay cho thấy lượng khí CO2 phát thải toàn cầu cao hơn 1,2% so với trước đại dịch bùng phát. Tổng thư ký WMO, giáo sư Petteri Stalas nhấn mạnh, Rõ ràng, thế giới đang đi sai hướng khi mà các nỗ lực giảm phát thải nhà kính không đạt mục tiêu và nồng độ khí nhà kính tiếp tục tăng lên tới mức cao mới. Bà Tasnem Esop, giám đốc điều hành của mạng lưới hành động khí hậu cho rằng, bức tranh mà báo cáo của WMO đưa ra là hiện thực mà hàng triệu người đang đối mặt với những thảm họa khí hậu liên tục tái diễn. Biến đổi khí hậu đã dẫn đến thời tiết cực đoan, tác động nghiêm trọng tới cuộc sống con người, vừa khô hạn lại vừa bão lục không chỉ xảy ra tại Mỹ mà còn xuất hiện ở châu Á. Theo AFP, có những khu vực trên thế giới trước đó đã phải chịu khô hạn nghiêm trọng, nhưng chỉ trong một tháng đã hứng chịu trận mưa chỉ xảy ra nghìn năm có một. Tiến sĩ Daniel Swan, nhà khoa học khí hậu Đại học California, Mỹ nói, chúng ta ngày càng thấy mùa hè nóng hơn, có nhiều thiên tai khắc nghiệt hơn. Tiến sĩ Swan dẫn chứng, bang Kentucky, Mỹ, vùng sông Dương Tử, Trung Quốc, Pakistan, vùng sừng châu Phi mấy tháng qua đã phải đối mặt với hàng hán lũ lụt tàn khốc mà trước đó chưa từng xảy ra. Tại châu Âu, nơi phải hứng chịu trận lũ lụt chưa từng có vào năm 2021, thì mùa hè năm 2022 lại chịu đựng những đợt nắng nóng khủng khiếp, nước trên nhiều sông cạn kiệt còn với hàng hán nghiêm trọng nhất trong vòng 500 năm. Cùng một thời điểm, nếu như nạn cháy rừng bùng lên ở Tây Ban Nha, thì tại New Zealand mưa lớn dữ dội. Tuy nhiên, kinh hoàng nhất là những trận mưa lũ tàn phá đất nước Pakistan. Đến ngày 15 tháng 9 đã cướp đi sinh mạng của gần 1.400 người và ảnh hưởng đến trên 33 triệu người, cuốn trôi nhà cửa, đường bộ, đường sắt, vật nuôi và cây trồng. Thiệt hại hiện dự kiến lên tới hơn 30 tỷ đô la Mỹ. Cho đến nay, những vùng đất rộng lớn ở Pakistan đã trở thành mồ chôn cây trồng, nhà cửa và hàng trăm nghìn gia súc. Gần 900 cơ sở y tế bị hư hại, trong đó có 180 cơ sở bị phá hủy hoàn toàn, theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Với tình trạng nước ngập khắp mọi nơi, các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa cũng như nhiễm trùng da đã xuất hiện tràn lan. Theo chính phủ Pakistan, chỉ trong tháng 8 vừa qua, gần 200.000 ca tiêu chảy cấp kiết lỵ đã được ghi nhận ở trẻ em tại các vùng lũ lụt. Chưa hết, các tổ chức khí tượng thế giới lại cảnh báo về một mùa đông sắp tới. Nếu như mùa hè nghiệt ngã bậc nhất sắp qua, Mùa thu đã tới thì mùa đông cũng lại đã cận kề. Mùa đông năm nay châu Âu phải đối diện với việc thiếu hụt khí đốt, cuộc sống sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều, trong khi đó, những dự báo cho rằng châu Á cũng sẽ sớm đón những đợt nhiệt độ xuống thấp kéo dài mang tính kỷ lục. Rất có thể từ đầu tháng 10 tới, khu vực Bắc Á và Trung Âu sẽ bước vào những ngày đông giá dù mùa thu vừa qua, chiến sự tại Ukraine, giá dầu thô tăng, thiếu khí đốt và nạn làm phát khiến nhiều người quên mất rằng chúng ta đã và đang đối mặt với sự biến đổi khí hậu ngày một khốc liệt. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho rằng, các nền kinh tế phát triển phải chịu trách nhiệm về phần lớn lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong suốt chiều dài lịch sử của những nước này. Trong bối cảnh thảm họa lũ lụt mà Pakistan đang phải gánh chịu, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi cộng đồng quốc tế thiết lập một cơ chế mới về xóa nợ cho các nước bị ảnh hưởng do biến đổi khí hậu. Ông Guterres kêu gọi các nước phát triển hỗ trợ hiệu quả cho các nước đang phát triển bị ảnh hưởng nhiều nhất do biến đổi khí hậu để xây dựng khả năng phục hồi và thích ứng với biến đổi khí hậu. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, đây không phải là sự hào phóng mà là vấn đề công lý. Thưa quý vị, thảm họa thiên nhiên thật sự đã tăng tốc đe dọa nhân loại. Mùa hè năm 2023 được coi là kỳ lạ bậc nhất lịch sử từng ghi nhận, khi nơi thì mưa như chút gây lụt lội, nơi lại nắng nóng như đổ lửa gây hạn hán nghiêm trọng. Hiện nay, biến đổi khí hậu đã khiến số lượng thảm họa trên phạm vi toàn cầu tăng gấp 5 lần trong 50 năm qua. Cục khủng hoảng thực sự đã bắt đầu. Các hiện tượng như lũ lụt, cháy rừng, hạn hán, băng tan xảy ra thường xuyên ở nhiều nơi trên thế giới. Cụ thể, hôm 6 tháng 9, hơn 200 tạp chí y tế và sức khỏe trên thế giới đã đưa ra một tuyên bố chung chưa từng có trong đó cho rằng cuộc khủng hoảng y tế lớn nhất mà nhân loại phải đối mặt chính là biến đổi khí hậu, chứ không phải đại dịch. Hai thảm họa thời tiết chết chóc nhất là vụ hàng hán ở Ethiopia năm 1983, đợt hàng hán khắc nghiệt khiến hơn 400.000 người tử vong. Và trận lốc xoáy năm 1970 ở Bangladesh, lốc xoáy cũng tạo ra những cuộc sống cao hơn 5 mét, phá hủy ba thị trấn Patuakali, Bakuna và Jalakati với khoảng 700.000 cư dân ngập trong nước lũ, giao thông liên lạc bị tê liệt. Quốc gia Nam Á nghèo nàn này hàng năm vẫn phải gánh chịu những cơn bão. Năm 1970, giết chết hơn nửa triệu người. Năm 1991, một cơn bão khác cũng làm thiệt mạng 143.000 người. Mỹ là nước phải gánh chịu thiệt hại kinh tế lớn nhất do các thảm họa thời tiết. Năm vụ việc gây tổn thất lớn toàn cầu đều nằm trong danh sách những cơn bão đổ bộ vào Mỹ trong hai thập niên qua. Đứng đầu là siêu bão Katrina năm 2005. Siêu bão Katrina đổ bộ vào nước Mỹ, tàn phá năm bang ven vịnh Mexico và gây ra thảm họa thiên nhiên khủng khiếp nhất lịch sử nước này. Sức gió tàn phá lên tới 205 km giờ. Katrina cũng là thảm họa thiên nhiên khủng khiếp nhất trong lịch sử Mỹ. Xét về hậu quả do nó gây ra, bão gây thiệt hại 164 tỷ đô la Mỹ và làm hơn 1.800 người tử vong. Các trận bão đứng ở vị trí thứ 2, 3, 4 đều xảy ra vào năm 2017, lần lượt là Harvey, Maria và Irma. Sau khi Harvey tàn phá Houston, Irma đã xếp hàng phía sau và nhanh chóng trở thành cơn siêu bão mạnh nhất lịch sử trên đại Tây Dương. Hiện tại, đến lượt siêu bão Maria tiếp bước và vẫn duy trì cấp 4, cấp 5 sau khi quét qua quốc đảo Dominica, chuẩn bị đổ bộ Puerto Rico cũng như quần đảo Virgin của Mỹ. Dù vậy, theo dự đoán của chuyên gia, sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu lại có thêm ít nhất hai cơn bão nữa. Theo New York Times, trong số 13 cơn bão được đặt tên tại Mỹ năm 2017, 7 trận đã trở thành siêu bão. Tình hình tương tự hoặc nghiêm trọng hơn chỉ xảy ra trong 4 mùa bão kể từ năm 1995. Trong số 7 cơn siêu bão này, lại có đến 4 cơn đạt mức cấp 3 trở lên. Việc các cơn bão nối đuôi nhau diễn ra không phải là hiếm. Điều khác biệt của mùa bão năm 2017 là sự kết hợp của tần suất và cường độ. 6 cơn bão trong cùng một tháng có thể đã từng xảy ra. Nhưng hai cơn bão cấp 4 cùng với hai cơn bão cấp 5 xảy ra liền nhau được cho là rất bất thường. Theo Trung tâm Dự báo Khí hậu, nhiều điều kiện khác nhau, trong đó có gió mùa mạnh phía Tây Châu Phi kết hợp với nhau và khiến cho vùng biển Caribe cũng như một phần của Đại Tây Dương trở thành một khu vực màu mỡ cho các cơn bão, hay còn gọi là khu vực phát triển chính. Gần đây, tần suất xảy ra các thảm họa tự nhiên ngày càng dày và mức độ ảnh hưởng của chúng ngày càng một nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, điều may mắn là số người thiệt mạng do tác nhân này gây ra đã giảm đi gần 3 lần trong năm thập niên qua. Điều đó có được là nhờ những tiến bộ lớn mà các nước đã đạt được trong hệ thống cảnh báo sớm và quản lý thiên tai. Biến đổi khí hậu là một trong số các yếu tố được xem xét có thể làm ảnh hưởng đến hoạt động của các cơn bão. Dù vậy, những siêu bão không phải là hiện tượng xảy ra quá thường xuyên, đủ để các nhà khoa học thu thập dữ liệu nghiên cứu chính xác mối liên hệ này. Việc có nhiều siêu bão hơn cũng không đồng nghĩa với việc số lượng siêu bão đổ bộ đất liền sẽ tăng lên và theo dự báo từ báo cáo khoa học khí hậu của Mỹ, những cơn bão nhiệt đới có cường độ trung bình sẽ có nhiều khả năng tăng cường thành siêu bão hơn trong những thập kỷ tới. Bên cạnh đó, các siêu bão cũng mang đến lượng mưa lớn hơn trong tương lai vì không khí ấm hơn có thể giữ lượng nước nhiều hơn, nhiều nhà khoa học đều đồng ý rằng lượng mưa kỷ lục của siêu bão Harvey trước đó chủ yếu đến từ nhiệt độ tăng. Thưa quý vị, trái đất đang tiến gần điểm giới hạn không thể đảo ngược về hỗn loạn khí hậu. Các hiện tượng thời tiết có xu hướng khắc nghiệt hơn với tần suất xảy ra thường xuyên hơn. Vì vậy, vẽ bức tranh thảm khốc về thực trạng cuộc khủng hoảng khí hậu trên trái đất hiện nay. Các nhà khoa học cảnh báo với mỗi mức nhiệt tăng lên, hàng chục triệu người trên thế giới sẽ phải hứng chịu các đợt nắng nóng, lũ lụt nghiêm trọng cũng như tình trạng khan hiếm nước và thực phẩm, trong khi nhiều động vật thực vật hoang dã có nguy cơ biến mất. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.